Vâng, xin chào mừng anh em đã đến với cái trận đấu đầu tiên trong những cái buổi trận cát ngày hôm nay. Đó là trận đấu giữa OG cùng với đó là Fnatic, và đồng hành của anh em vẫn là Cheese cùng với đó là PUBG. Say something. Chí à? À, Ngô à? Chào Xin chào tất cả các quý vị các bạn nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa OG và Fnatic. Thì ban pick vừa rồi anh em đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà trước khi điểm lại màn hình cái ban pick thì chúng ta sẽ cùng đến với màn in game cái đã. Khi mà đã có những tín hiệu in game rồi. Uầy, vừa nói tí khẩu trang kinh đã mơ cả mắt. Ladies and gentlemen, I'm Đấy là excited, một cái you're bất tiện của excited, những and I người đeo hope kính mà lại còn phải đeo thêm khẩu trang. Và map thi đấu đầu tiên của chúng ta là map thi đấu Inferno. Đây là map pick của bên phía OG. Và chắc chắn rồi, Fnatic chủ động chọn cho mình CT side. Và hãy cùng xem là một cái map Inferno này, cả hai team đều thi đấu rất tốt. Hôm qua thì Fnatic đã có được một chiến thắng trước các thành viên Astralis ở cái map thi đấu Inferno này, cho nên họ rất tự tin. Và liệu OG đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm hay không? Bây giờ thì OG có đến 3 người mua lựu liền và đang di chuyển ra rất nhiều hướng. Second mid có nhưng đang có những tình huống bắn nhau. NBK hơi yếu rồi và bây giờ dây lưu kết thúc NBK thành công. Đưa về là 5v4. Các thành viên OG đang di chuyển về khu vực chuối và có lẽ sẽ là một tình huống đánh về khu vực bom site B thôi, khi mà họ còn đủ smoke để set up bài vào bom site B. Nhưng mà bom site B vấn đề là đang có Frutza cũng như là anh chàng Golden. Golden lại có kit nữa và JW cũng đang thong thả quắc ngược về khúc bom site B rồi. Bom site B sẽ rất đáng sợ với ba thành viên ở đây, nhưng đây sẽ là một tình stack nét về khúc City Buyer. JW vừa ăn hai quả nét vào đầu nhưng vẫn còn đó là 6-7 máu. Insta chết được phút ra nhưng JW vừa spam được Tamminh hạ gục được Mantu. Tình huống đang được đưa về là 4v3. Cơ hội vẫn còn chia đều dành cho cả hai bên. Nhưng OG họ có Vande nhưng mà là Vande không có giáp. Liệu rằng Vande có thể bắn tốt cho pistol round này hay không đây? Vẫn đang di chuyển khá chậm rãi đến từ các thành viên OG, nhưng smoke thì sắp tàn rồi và JW đang chờ một cái điều gì đó. Nghe thấy tiếng đặt C4 rồi và smoke tàn, nhưng rất đáng tiếc khi mà không kết thúc được ai cả. Mà người nằm là JW ngay tức có Golden đổi mạng với một cái double kill nữa. Vào đây 1v3. Bây giờ C4 được đặt cho vào đây nhưng 1v3 thì nghe chừng hơi khó nha. Nhưng mà Golden có kit và Golden có cả smoke nữa. Và thôi xong rồi, 1-0 cho bên phía team Fnatic khi mà Golden đã hạ gục Vande rất ngay. Đơn giản vì Vande không có giáp, một viên vào đầu thì cũng chết ngay thôi. 1-0 bên phía team Fnatic rồi. OG đang có tiền để full buy đấy, nhưng họ có full buy không đây? Hoàn toàn có thể rốp ra những khẩu SG cũng như những khẩu AK. Với việc đặt được C4 thì OG có thể fork buy. Và đây rồi, họ đã quyết định fork buy. Alex CB lên UMP, có những người đồng đội khác của anh ấy đi sao? Một đống SMG được OG lên và có lẽ sẽ là một round họ phi nhanh vào một bom site nào đó. Rush B no stop. Không. Có lẽ hướng nhưng không phải là không phải. Lên A rồi, hướng di chuyển là lên A rồi. Vâng, JW, anh chàng này muốn first pick ở second mid nhưng toàn ăn những quả nết vào thôi. Nhưng JW, đây là tiếng bắt thăm mây của JW, cầu đá có người kìa. JW không thể hạ gục được Insta, cố quá kiểu đặt mây quá cố ở trong đây. JW nằm xuống bởi Alex CB rồi, một khẩu M4 đã rơi. Vâng, Cream Z chưa thấy được tình huống đối thủ đi qua nhưng bắt đầu đẩy ra bắn nhau. Cream Z có một mạng rồi, anh ta cũng chỉ có được 24 HP thôi. Roland đang cố gắng câu kéo thêm thời gian ở khu boiler. Bây giờ có flash tốt đến từ Cream Z nhưng Roland chỉ đổi một. Mantu và Alex CB là những người có mạng, tình huống đang là 3v2. Nhưng các thành viên OG đang khá là yếu máu rồi. Và trên tay của các thành viên của team OG đang còn những khẩu súng to nữa cơ. Đó là những khẩu Gali và một khẩu M4. Golden đang đẩy vào rồi, Golden sẽ key player tình huống này. Nghe thấy Mantu ở đâu nhưng mà Golden đã bị hạ gục bởi Insta. Khó càng thêm khó thì Frutza rồi và có lẽ đây sẽ là round thứ đầu tiên thì OG thôi. Frutza 39 máu, không kit và không có một quả smoke nào cả. Tôi nghĩ sẽ là khó. Vâng, một round fork bài khá là bất ngờ đến từ OG, khi mà thường thì các team họ fork bài thì họ sẽ mua một SG, một AK và một khẩu Gali. Nhưng mà ở đây thì bên phía OG họ mua 2 Gali và 3 khẩu SMG để phi vào bắn nhau luôn cùng với nhau. Rõ ràng rồi, khi mà những khẩu SMG, những khẩu Gali được lên thì đó là những vũ khí có thể chạy bắn được và những vũ khí có thể anti được những round thi đấu mà Fnatic có những cái giáp 1 và những cái khẩu MP9. Đúng vậy. Và Gali là vũ khí bắn tầm xa và những round thiếu anti fog bài thì những khẩu Gali sẽ bắn rất sướng. Một đều dành cho bên phía team OG rồi. Và Fnatic đến lượt họ fog bài và R8 lại là R8 trên tay JW rồi. Nghiện mà. Nghiện bắn R8 rồi. JW lại học trí ấy nhở? Không, tôi có R8 đâu, phải là học thế anh. Không phải học tôi. Tôi có bao giờ bắn được cái khẩu này. Bây giờ thì hãy cùng xem khẩu R8 của JW. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta đang rất chú ý đến khẩu R8 này nhưng mà nó thực sự là đang chưa có quá nhiều hiệu quả. Nó có đến 4 mạng. Với khẩu lục như thế thì 4 mạng tạm thời là ổn rồi.
Vâng, nếu là khẩu DE chưa chắc là đã có thêm mạng đâu. Nhưng bây giờ thì bên phía của Fnatic ra mà họ yếu súng, cùng với đó là lượng liệu thì cũng rất là hạn hẹp thôi, hơi khó. Họ đang cố gắng giữ cho mình những quả smoke để có thể sử dụng về sau. Nhưng các thành viên OG sẽ xử lý như nào đây khi mà họ có cả M4, có cả Edgar. Fake bài và khúc bom sẽ bê lần 1. Nhưng vị trí Flutsa vẫn đang giữ một quả smoke kìa. Golden nhìn thấy người rồi, smoke được trả ra. OG 59 giây, tôi nghĩ rằng họ sẽ không bằng quà đâu. Khi mà họ vẫn còn một turn đồ nữa có thể set up vào được khu bom sai B. Bom sai A của Fnatic thì họ đang phải stick cùng nhau. Đó là vị trí của Roland cũng như CrimZ. ZW đã có một pa căn thăm mình rất ảo trong round pistol rồi. Mà không biết rằng trong round này với khẩu R8 họ có làm được hay không đây. Bắt đầu ném bài thật vào bom sai B rồi. Có quả smoke rất đẹp nhưng Golden đã phải nằm xuống rồi. OG hơn người và bây giờ ZW với khẩu R8 này chỉ có thể cấu yếu được vị trí Alex CV thôi. Flusa cũng không thể làm gì hơn được nữa và vào đây. À xin lỗi anh em, bom sai B. Bom sai B đã bị thủng mất rồi. Và bây giờ thì sẽ là một round thắng nữa dành cho OG thôi. Hai người còn lại của Fnatic sẽ cố gắng là đi xếp súng cùng với đó là giáp. Và liệu là có bắt được khẩu súng nào của bên phía OG hay không? Nếu bắt được thì cũng sẽ rất là lãi, trừ cái khẩu Mark 10 trong tay của Mantu. CrimZ ngày hôm qua đã có một cái highlight với khẩu 57 ở Map Tiêu Đất 2. Nếu như chỉ còn nhớ trong bom sai A. Ngày hôm nay đúng vậy, Z cũng dùng cái khẩu 57 này rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi để ý là ZW đang hơi lạ một chút. Hơi lạ? Ừ, bình thường là ZW có một con M9 Sapphire. Nhưng ngày hôm nay thì lại dùng một con Karambit rồi. À, hay là đổi. Đổi dao nó không phong thủy, khẩu R8 rồi giờ ba chán chúng mày. Thực ra thì khẩu R8 này nó cũng vốn nó cũng đã phong thủy đâu. Trước giờ thì cũng chưa bao giờ thấy ZW bắn R8 cả. Hôm nay thì lại đổi sang khẩu R8. Tuy nhiên thì chính ra tôi thấy một khẩu R8 nó cũng trong tay của ZW khá là thú vị. Hôm qua có thể thấy là có một round Fog Bite của các thành viên bên phía Fnatic, một round Hub Bite. Thì ZW đã cầm khẩu R8 và cấu được yếu máu 2 đến 3 player gì đó. Thì tôi thấy là khẩu R8 này cũng không khác khẩu Scout là mấy. Mang cái tác dụng gọi là cấu máu đối phương thôi. Còn lại thì đồng đội sẽ kết thúc hộ với những khẩu DE. Một khẩu R8 cũng rất là khỏe đấy chứ. Đúng vậy, phải tầm 75 máu là bằng một khẩu Scout rồi. Mà giá tiền thì lại rẻ hơn rất nhiều. 2-1 để cho bên phía team OG và đây sẽ là trận đấu mà đã xảy ra chiếm cứ như của SMG. Nhưng mà Alex CB nói không với pha đẩy ra vừa rồi của anh chàng Roland. Bom sai B chỉ còn duy nhất mình CrimZ thôi, nhưng CrimZ có vẻ như đang muốn bỏ B để về stack A của những người đồng đội rồi. Đây sẽ là một round thi đấu chơi lô tô đến từ các thành viên team Fnatic. Và có vẻ như là họ sẽ có việc chơi lô tô trượt khi mà đang có hai người của OG bò vào khu bom sai B rồi. Vâng, chắc chắn sẽ lại là chiếm B dễ dàng thôi, không có ai của Fnatic có thể về được cả. Thậm chí là họ còn không quá quan tâm lắm, thì giữ lại từ khu vực City để xem có bắt súng được ai thì bắt thôi. Nhưng mà đây vẫn sẽ là round thắng của OG. Một cái tiền đề để có thể có được cho mình được round thắng sau. Nhưng thì OG họ cũng đang thi đấu rất tốt ở bên T-side đấy chứ. Họ còn vẫn đang giữ được những khẩu M4 mà được Fnatic ship cho ở trong round thứ 2 kìa. Đúng vậy. Và với việc giữ được một khẩu Mark 10 như thế này trên tay của Mantu thì liệu rằng round tiếp theo, một round thiếu full buy được của Fnatic thì bên phía team OG họ quyết định đánh nhanh hay không? Có lẽ là Mantu vẫn sẽ giữ lại khẩu Mark 10 này. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy cái lượng tiền của OG nó đang rất lớn. Đang tích được một khoản khá khá rồi. Đúng vậy. 3 round liền họ chiến thắng nhưng mà họ giữ được rất nhiều mạng. Họ không bị mất quá nhiều súng. Họ vẫn còn 4-5 player liền. Không có lý do gì để mà cái lượng tiền yếu cả. Mantu thì vẫn kịp bắt đi Flusa 10.000 tiền liền. Round thứ 5 mới có 3 round tháng nhưng đã có đến 10.000 tiền đến từ Mantu. Mantu hoàn toàn phải lên ốp. Nhưng có vẻ như là trong những round thiếu này thì Mantu không muốn dùng cái khẩu AWP một chút nào cả. Brolin nhặt lại một khẩu Mark 10. Những vũ khí SMG trên tay của Flusa, Brolin và Golden sẽ rất khó khi đối đầu với những khẩu SG, những khẩu M4 và những khẩu AK ở đây. Vâng. Và chính là những khẩu M4 mà họ để rơi nữa chưa. Vâng, toàn súng của mình chứ có phải súng của ai khác đâu. Bên T-side nhưng cầm đến 3 khẩu M4. Trong khi đó thì City-side là Fnatic thì chỉ có một khẩu trong tay của CrimZ thôi. Nghe chừng nó hơi lạ. Và bây giờ thì đang cố gắng chiếm chuối để lấy một chút những cái lợi thế về mặt địa hình đến từ Fnatic. Nhưng các thành viên OG lại đang set smoke lên khu vực mid đồ và tràn lên. ZW cố gắng spam, yếu được Mantu rồi. Một tình huống spam rất tốt đến từ vị trí của ZW. Thậm chí là trả thêm lửa ra để ép cho bên phía OG phải lùi về. Bây giờ thì bịt smoke hai đường ở khu mid đồ rồi. OG sẽ đi đâu về đâu đây? Họ sẽ phải chậm lại thôi. Muốn nhảy lầu đến từ vị trí của anh chàng Alex CPU. Hơi khó, Brolin đã phát hiện ra được rồi. Đây là một round thiếu full buy nhưng hơi yếu bom một chút.
Và bây giờ hãy cùng xem Alexei vừa đục chết JFLiu rồi. Và một tình huống có mạng rất tốt của Alexei, có lẽ sẽ mở ra con đường vào trong vòng CA thôi. Roland bị bắn chết với Alexei, double kill, Roland cố gắng bóc sau. Nhưng đó là một tình huống bắn tốt đến từ Mantu. Và bây giờ thì còn lại một mình Flusa ở khu vực City Base. Quá khó rồi, OG họ đục vào bom CA rất nhanh. Chỉ trong khoảng chưa đầy 3 giây, 4 người ở bom CA của phía Fnatic dụng hàng loạt. Và bây giờ Flusa đang cố gắng bắt súng với khẩu UBP của mình ư. Khó càng thêm khó dành Fnatic rồi. Khi mà vừa rồi những anh em ở khu bom CA chỉ có duy nhất mình Cream Z là người có mạng thôi. Bắn đến 4A rồi mà vẫn bị đục thủng. Các thành viên của team OG sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 4-1 và trong round tiếp theo. Fnatic với lượng tiền được cộng vào, nó sẽ rơi vào khoảng 3.400 3.400 và 4.000. Nhưng mà liệu rằng sẽ có phải là một tình huống full buy hay không đây? Với cái lượng tiền này thì các thành viên của Fnatic vẫn có thể mua cho mình những cậu SMG được. Roland có thể lên được M4, nhưng có lẽ là sẽ là một round hard buy tiếp. Khi mà mua SMG với lượng liệu cũng hơi yếu thì có vẻ như là một quyết định hơi quá liều lĩnh đến từ Fnatic. Tành được khá tốt đến từ Alexei. Thực chất thì bên phía của Fnatic họ không có một tanker nào gọi là giữ, tức là giữ đúng cái vị trí tanker cả, mà họ là ai là người đi đầu cũng được. Cái khả năng opening kill của cả team OG nó gần như là bằng nhau. Những hai người cao nhất thì chỉ là Mantu cùng với đó là NBK thôi. Ở đây em ra thi đấu, các thành viên của team Fnatic họ đang có half buy rồi. Half buy là hợp lý rồi, kiểu mà số lượng tiền của team Fnatic nếu như full buy sẽ không đều nhau lắm về những lượng súng ống của những bom mìn. Half buy một quyết định hợp lý. Rất nhiều smoke được lên đến từ các thành viên team Fnatic. Sẽ là những tình huống cầu kéo thời gian thôi. Tiếp tục JW lại bắt về khu bom xe B rồi. Ngày hôm nay thì Fnatic họ đang bắt bài hơi nhiều trong những round đầu tiên. Bây giờ thì tiếp tục bắt bài 3 người ở khu vực bom xài B. Và liệu có phải là một tình huống bắt bài đúng hay không? Kể cả có bắt bài đúng thì lượng súng của bên phía Fnatic khá yếu để mà có thể bắn nhau với OG. Nhưng có lẽ là bên phía OG vẫn đang cử người đi dần về A, thì có, sẽ là một round fake B để đánh về bom xài A. Ừ, nhưng trên bom xài A cũng đang có đến 3 player liền. Hãy cùng xem thiên tài chiến thuật Alexei sẽ cố tìm như thế nào đây. Golden đã được đứng vào một góc khá là đẹp rồi. Vậy cùng xem nào, smoke sắp tàn. Lại thêm quả smoke B nữa nhồi ra. 40 giây mà vẫn còn nhồi smoke B. Vâng, khá là bất ngờ. Bên phía Fnatic bây giờ bom xe B sẽ tạm thời là chắc chắn thôi. Nhưng bên phía OG có vẻ như không quan tâm đến quả smoke này lắm. Họ vẫn đang muốn vào khu vực bom xe B. Vậy cùng xem nào, Golden đang khá yếu máu rồi. Bây giờ thì Golden anh ta đổi được một mạng, double kill dành cho team của Golden. Rất tốt, đưa tình huống về là 4v3. 4v3 rồi, những ít ra fighter lại vừa bắt kịp Cream Set kìa. Lusa spam chưa smoke, yếu đi bạn đề. Nhưng Zeril vừa đổi 2 của PS50. Và 9 giây không đủ thời gian để ít ra rồi. Nếu như chết sau thời gian thì ít ra sẽ không được cộng tiền đâu. 3 giây thôi, ít ra nên đứng vào cái vị trí an toàn đi ít ra ơi. Round thứ 2 thuộc về Fnatic rồi. Và round thứ vừa qua thì Fnatic chỉ là một round thi đấu half buy thôi. Và họ đã giành chiến thắng. Những khẩu 5-7 trên tay Golden và P250 đến từ đôi bàn tay của JFLiu đã làm nên tất cả. Vâng, Golden với một pha đổi 2 quá tuyệt vời. Ui, cái dáng chết thôi nó cũng đẹp nữa. Nhưng tiếc cho các thành viên OG, đó là quả Smoke City đã tàn. Họ vào khá chậm và cái khoảng thời gian cái quả Smoke City đó cũng sắp tàn rồi. Và đã là một round thắng dành cho bên phía Fnatic. OG đang chuẩn bị Rusty. Không, đó chỉ là một hướng lên cuối nhanh thôi. Vào đây là người đầu tiên phải nằm xuống. Anh ta không có được sự hỗ trợ của đồng đội trong cái pha thi đấu này. Có đến 3B thì vào làm sao mà vào được chuối cơ. Nhưng những quả nét ném vào vòng cát là rất khó chịu. Có vẻ như đây là một tình huống muốn xin một quả flash để đi qua luôn rồi. Vâng, bây giờ thì bên phía của Fnatic họ sẽ tạm thời lùi vào trong khi mà họ đã có lợi thế. Và bây giờ thì OG với 4 người sẽ phải đi đâu về đâu đây. Từ nãy giờ đánh B có vẻ như là đang không ổn lắm. Đấy, xem nào. Và OG vẫn đang cài vị trí của NBK là fighter middle. Vâng, cố gắng để bắt lẻ được một cái mạng nào đó đến NBK. Khẩu SG trên tay đang rất mạnh mẽ, nhưng không nên để khẩu súng này rơi vào tay các thành viên Fnatic đâu. Roland cũng là một player bắn SG rất kinh nha. OG đã áp sát vào bom xài B rồi. Trong đó Fnatic đứng 2 người ở Method.
Đây sẽ là một tình huống thí cho nhau đến từ Flutsa cũng là Golden thôi. 45 giây, OG đang muốn vào cung bom CB thật rồi. Mantu đang muốn đẩy off đi để pick người. Nhưng liệu rằng có quả lửa nào để cho cái tình huống thí bồ này của Flutsa cũng là Golden hay không đây? Tiếp tục JW đang muốn back về cục bom CB rồi, nhưng phải back nhanh hơn. 30 giây, bắt đầu ném bài vào rồi. Golden vẫn đang thí rất nhiệt tình dành cho vị trí Flutsa, nhưng không có cơ lửa nhồi vào. Golden phải lắc ra những NBK là người có mạng. Flutsa kẹt rồi, và Flutsa có biết là ICT đã đi ngoài không? ICT check đóng là chuẩn quá. JW kết thúc việc NBK rồi. NBK bắn gục đi người cầm bom. Vâng, lại là vị trí của JW xuất hiện kịp thời, triple kill dành cho NBK. Mantu bây giờ cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Và đó là round thắng thứ 3 dành cho Fnatic. Những cái round mà OG họ đánh khá chậm, và vấn đề vẫn chỉ là những quả smoke. Vâng, họ không có pha này thì lại không có smoke chair construction. Và JW xuất hiện quá kịp thời, và đó cũng là một pha bắn có thể nói là hơi lỗi đến từ NBK. JW vừa rồi đã có những tình huống sử dụng ốp quá hay. Bây giờ thì OG vẫn full bài được. Vâng, tôi đã nói gì về cái lượng tiền của các thành viên OG nào? Thì nếu như để thua trong round thiếu này thì khả năng cao Fnatic sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-3 đấy. Alexi đang đi chuối một mình, nhưng mà các thành viên của team Fnatic thì họ đang có đến 3 người ở khu bom CB. Làm sao mà có thể vào đến khu vực ô tô đây? Vâng, Flusa vẫn là những tình huống spam qua quả smoke ở khu vực chuối rất khó chịu. Alexi B thấy không? Thấy rồi. Flusa là người mất nhiều bảo hơn trong tình huống này. Hơi khó để Flusa có thể spam được vào đầu của Alexi B trong tình huống đó. Và bây giờ thì bên phía của OG họ tiếp tục gây thêm áp lực vào chuối. Chẳng lẽ lại muốn đánh B tiếp ư? Thì nãy giờ đánh B hơi lủng rồi. JW lại làm một tiếng 7 ốp nữa đến từ JW. Và lần này thì NBK mặc dù nó còn đạn nhiều đấy, nhưng mà đã phải nằm xuống rất nhanh rồi. 5v4 từ bên phía team Fnatic, và OG khả năng cao vẫn tiếp tục vào cục bom CB. Nhưng trong bom CB thì Golden cũng như Flusa vẫn đang giữ được hai quả smoke ở khoảng thời gian 55 giây. Bây giờ bắt đầu từng trả từng quả smoke ra sẽ là khó chịu đó. Vẫn có lửa của Golden vào khu vực mid độ, vào khu vực đường chính. Đường chính để có thể cản các thành viên OG lại. Và bây giờ thì bên phía của Fnatic cũng đang bách dần thêm chính của Queen Z về B rồi. JW bắt được Issa. Các thành viên từ Fnatic biết là Issa hay đi biter. Bây giờ thì Van De đang đối đầu với cả vị trí của Fnatic trong cái khúc bom CB, nhưng Golden vừa bắt đi Van đi rồi. Một người đã vào đến khúc đầu tròn. Golden biết điều này, nhưng không biết đã bán Flutsai chưa đây. Flutsai, ôi chuột chậm quá không vẩy được. 4 đều cho bên phía team Fnatic rồi. Bên phía của Fnatic 4 đều. Chúng ta thấy ở những round vừa rồi họ bắt bài OG rất tốt. Họ giữ lại những quả smoke, những quả lửa. Và đến khi mà OG set bài thì họ trả ra những quả liệm đó, khiến cho bên phía OG phải chậm lại. Và đến khi những quả smoke che city, che construction tan thì nó là kết thúc dành cho OG rồi. Ngày hôm nay thì Fnatic đang có những round thi đấu giữ bom rất hay. 55 giây, bom CB vẫn chưa trả ra một quả smoke nào, thì làm sao mà OG có thể vào được bom CB đây? Tôi nghĩ là OG họ cần phải gây thêm nhiều áp lực nữa để câu đồ bên phía Fnatic. Chứ chúng ta có thể thấy là cái khả năng dữ liệu của Fnatic nó là quá tốt. Nhưng mà nhìn cái tình huống vừa rồi, JW bắn xong lại nhìn thấy cái pha mà Flutsa bắn ở trong khu vực CB khác nhau một chơi một vực. Cũng nhưng mà chỉ có cảm giác là chuột của Flutsa chậm quá. Pha này di theo không kịp. Vẩy không kịp không? Cái đấy là di theo không kịp. Anh chuột người ta bắn thường thì người ta bắn rifle rồi, có phải bắn ốp mấy đâu mà. Vâng, và 4 đều rồi, nhưng OG vẫn full bài được cơ. Nhưng đây đúng là key round dành OG. Nếu không đặt được C4 mà vẫn thua thì sẽ rất nguy hiểm. Và bây giờ hãy cùng xem là JW vẫn là một khẩu ốp đang gây ra rất nhiều sự khó chịu cho các thành viên OG. Từ nãy giờ thì Mantu cũng đang có lúc có được một khẩu ốp để đấu lại đấy, nhưng lại không được bắn nhau lắm. Bây giờ thì OG bắn 5 khẩu rifle để cho cơ động rồi. NBK đang chỉ bắn một khẩu CZ75 thôi. Lại vào B. Lần này OG có vẻ như muốn vào B ở khoảng thời gian sớm hơn thì phải. Vâng, hãy cùng xem OG họ xử lý như thế nào đây. Lần này thì vẫn sẽ là ném smoke vào từ khá sớm cho construction trước, nhưng lại không có một quả smoke trên city. Với áp lực này thì chắc chắn là không đủ. Nhưng mà in ra thì cũng kéo thêm được một quả smoke của Fnatic rồi. Họ đang muốn dụ đối thủ về bom site B. Khi mà C4 lại đang muốn cầm ngược lên A. Ở trên bom site A bây giờ chỉ còn lại Golden cùng với đó là còn lại Crimson và Brolin thôi thì đúng hơn. Đây là một tình huống mà các thành viên team Fnatic họ vẫn sẽ cover được cho nhau ở bom site A thôi. Nhưng đã có một người chạy về rồi, đó là vị trí JW. JW chạy lộ tiếng để cho Van Der nghe thấy luôn.
các thành viên OG 40 giây. Có vẻ như lần này họ sẽ quyết định đổi hướng, đục vào khu vòng xoay A rồi. Nhưng vị trí của CreamZ đây lần đầu tiên CreamZ được cái hốc này. CreamZ sẽ có bại không đây? Một bại CreamZ. Double kill, triple kill dành cho CreamZ rồi. CreamZ bắn được này chưa bao giờ là đơn giản cả. Qua ra kill CreamZ và liệu rằng có một tiếng A hay không đây? Vandy nó ở mid này, CreamZ ơi. Vâng, góc kề rất đẹp dành cho CreamZ. Và bây giờ Vandy đẩy vào và đó là một pha ace dành cho vị trí của CreamZ. Một góc đứng tay to. Và các thành viên của OG họ cứ tràn vào và cống mạng cho CreamZ thôi. Những tình huống bắn nhau quá tuyệt vời đến từ vị trí của CreamZ. Và đây chúng ta được xem lại. Vâng, đang 4 mạng thì lên luôn 9 mạng rồi. Một pha sấy gần như là chỉ trong một băng M4. Và pha bắn cuối cùng thì nó là quá đơn giản với CreamZ. Một cái highlight tiếp theo của CreamZ ở cái khúc nối này. Quá hay, 5-4 rồi. Và OG yếu tiền, họ đang phải có một đào tiểu hạp bài lục giáp. Với một đào tiểu hạp bài lục giáp này muốn bắn láo ừ. Rút ra đổi một ống báo cát rồi. Double kill có thêm một người nữa chứ không thì có mạng thứ ba. Bom sai B vừa rồi thì vị trí Golden đã chết chay. CreamZ đi qua luôn, CreamZ xin cắt quá đẹp. CreamZ có hai trước khi nằm xuống ở Mantu. Bây giờ thì Mantu có ốp rồi đấy. Nhưng người của Quân cũng có ốp, đó là bị JFLiu. JFLiu và Mantu ai sẽ người chiến thắng trong cuộc đấu ốp này đây. JFLiu rất khéo léo. Và bây giờ thì anh ta đang chờ đợi đồng đội về cùng nữa. Nhưng ít ra Mantu đã đặt được C4 rồi. Và JFLiu đang căn khoảng timing đẩy lên. Nhưng Bro lần chết rồi, đưa tình huống về là 1v1. Mantu chưa đoán được JFLiu ở đâu. Rất khó khi mà đang có hai đường và bây giờ smoke tàn. Một mạng rất dễ dàng dành cho JFLiu. Nhưng mà trong round thiểu an thiếu hai này thì JFLiu cũng như là Fnatic đã để rơi đi đến 4 súng. Hơi đáng tiếc một chút đến từ các thành viên team Fnatic. Đúng vậy, và với mất 4 súng này ảnh hưởng một chút đến kinh tế của Fnatic thôi. Tuy nhiên thì họ cũng đang có rất nhiều tiền. Cả 4 player khởi đầu round với trên 10.000 tiền. Cả 5 player thì đúng hơn, đều trên 10.000 tiền. Thì đó là rất thoải mái để Fnatic có thể full buy. Còn OG thì sẽ lại là một round full buy nữa. Từ đầu đến giờ họ full buy khá nhiều. Mấy con round đấu trước là một round mà họ half buy với lục và giáp thôi. Round thi đấu half buy lục giáp. OG đã đặt được bom, sẽ là chấp nhận được rồi OG. JFLiu lần này có phải như là một pick second. Second mid thì lại không có ai cả. Flut ra đẩy chuối và biết đi được AlexiB. Nhưng ít ra không được rồi. Cái player người Jordani này bắn hơi lỗi một chút trong round phía vừa rồi. Trong tình huống vừa rồi. Vâng, và hai player bên phía Fnatic cũng đã yếu máu rồi. Với việc có hai người yếu máu như này liệu OG có thể tận dụng tốt những tình huống chase kill hay không đây? OG vẫn đang đánh khá chậm, nhưng càng đánh chậm với Fnatic thì họ lại càng chiếm được nhiều lợi thế hơn. Họ dữ liệu vẫn đang rất đỉnh. Cùng với đó là đã chiếm được khu vực chuối. Những tình huống nhảy check liên tục đến từ Golden sẽ hỗ trợ cho Fusa. Vậy cùng xem liệu OG chiếm chuối ngược lại như nào đây. Fusa góc này quá đẹp nhưng hơi yếu máu. Golden đổi mạng ABK thành công, đưa về là 4v4. Golden thậm chí là góc kê này còn đẹp hơn cơ. Nhưng hơi đáng tiếc, anh ta chỉ đổi được lại cái mạng của AlexiB mà thôi. Vẫn đang là 3v3. Đã có CreamZ back về. Và lại là một góc đứng bắn nhau tay to. CreamZ đứng hẳn lên để bắn nhau luôn cho nó bất ngờ. Vâng, bây giờ thì sao đây? Một mạng cho CreamZ rồi, nhưng cũng lại là Mantu xuất hiện để đổi mạng thành công. OG đang có những tình huống đổi mạng cho nhau là khá hay. Nhưng bây giờ thì Issa đang đi bài tờ. Issa cũng chưa nghe động tĩnh gì ở bụng bom tại A cả. Nhưng có vẻ như Issa đã côn cho Mantu là đi về A đi rồi. Bây giờ thì ở bom tại A không còn ai cả. Vị trí của Issa có thông tin cho người đồng đội của mình. Và hai người bên phía OG sẽ vào bom theo dễ dàng thôi. JFLiu đang muốn kéo ốp về và liệu có bắt được ai không đây. Đã có smoke che lại và C4 sẽ được đặt dành cho OG. Vâng, JFLiu vẫn đang khá tự tin khẩu ốp của mình. Nhưng góc đứng của hai thành viên bên phía OG cũng đang là đẹp rồi. Đang là đẹp cho quả bom này. Và Mantu đang về khu vực phòng sáng. Bây giờ thì sẽ nghe thấy anh chàng Brolin rồi. Ồ không, Brolin đang quắc. Rất cẩn thận đến từ vị trí của anh chàng Brolin. JW đang tạo động từ khu vực nối vào rồi. Brolin đối đầu Mantu, check hết gấp rồi và đó là mạng dành cho vị trí Brolin. Biết luôn người cuối cùng ở đâu. Issa với quả lửa này sẽ phải nhồi ra, chạy ra thôi. Issa chạy ngay đi và đúng là như vậy rồi. Bây giờ thì chạy lên quận khi đó là tình huống tốt hơn của Brolin. Hai mạng dành cho Brolin và Fnatic đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 7-4. 7-4 dành cho bên phía Fnatic. OG đã rất cố gắng đặt được quả C4 với những tình huống di chuyển hay. Nhưng những tình huống bắn nhau sau đó của Brolin nó vẫn đang là quá tuyệt vời. Brolin chẳng qua là trận này thì đối thủ không lên A nhiều thôi.
Chứ nếu lên A thì cái KDA của Brolin chắc chắn nó sẽ khác, chứ không phải chỉ là mỗi 4 kill đâu. OG thì đặt được C4 cho nên họ lại làm ra full buy. Và từ nãy giờ full buy khá nhiều, nhưng bên phía OG vẫn đang hoàn toàn bất lực trước cái tuyến phòng thủ của Fnatic. Lại một lần nữa đấu nhau ở cuối nào. Golden lần này đang lao lên đầu tiên. Alexi bị chết rồi, vẫn không có double kill dành cho Golden. Không, vẫn là double kill dành cho Golden với quả lửa sau đó. Rất tuyệt vời, một mình Golden đã đổi được hai và lại là lợi thế hơn người dành cho bên phía Fnatic. Lần này Zephyr đang đẩy ông ra, nhưng Zephyr bị bắn yếu rồi và bị hy sinh luôn đến từ ZW. Đó thì có bắn tốt đến NBK, nhưng Flutsa vừa spam xuyên smoke chết được Isa kìa. Đây mới là Flutsa xe Novak mà chúng ta được biết. Vâng, đấy là những pha bắn rất bình thường đến từ Flutsa thôi. Và bây giờ thì thêm flash nữa, Flutsa. Vâng, rất may là quả smoke này chưa tàn, chúng ta không thể đẩy được. Và bây giờ thì anh ta nằm rồi, hai vết ai. Anh cũng xem là hai người bên phía OG họ vẫn còn một phút. Anh đi đâu đây, chủ động smoke CT và sẽ là vào bom side B, nhưng một quả nết được trả ra. Quả nết này cũng cấu được khá máu của các thành viên bên phía OG. Xét liệu rằng có căn summoning hay không đây. Có căn summoning để spam nhưng không thể trúng được ai cả. Van này đã qua được thành công rồi. Khi mà nghe thấy tiếng của Crimz thầy đạn bom side B, các thành viên team OG đã check là hoàn toàn clear. Họ sẽ đặt bom được thôi. Vâng, rất cẩn thận đến từ OG, họ thậm chí bỏ chay vào để không cho bên phía Fnatic thông tin. Bây giờ thì biết rồi. Ôi. Một tình huống spam. Và bây giờ thì đưa về là 1v2 đến từ vào đề. Liệu vào đề có thể làm gì được hay không? Có đồ trên người của Roland kìa. Smoke, lửa, nết. Có thể hoàn toàn che đi khu vực chuối và vào chết trong xài đến từ bộ đôi của team Fnatic. Roland. Đây rồi, Roland sẽ ném smoke. Đây là quả smoke để che đi khu vực chuối. Có lửa checkmate tốt. Bây giờ trong bom xe B chỉ còn đó là góc đắc mà thôi. Góc tối, góc tối. Bây giờ thì các thành viên team Fnatic sẽ đẩy vào. Họ có kit, sẽ đủ thời gian để check đến từ các thành viên team Fnatic thôi. Và sẽ đoán được ra Van đi ở đâu. Và một tình huống xảy đến từ vào đề rồi, nhưng Brolin vẫn đang gỡ. Rất may là có Crimz đỡ đạn cho anh. Tuy nhiên, tuy là Brolin phải chết nhưng vẫn là round thắng dành cho Fnatic thôi. Pha đó là pha mà Crimz đã lấy thân mình lấp lỗ cho mày, che đạn cho người đồng đội của mình. Và đến khi mà Crimz chết thì Van đề nghĩ rằng là đã bắn được người đã gỡ C4 rồi. Đó là pha xử lý rất tay đến từ Crimz và cũng hơi may mắn nữa. 8-4 dành cho phía Fnatic. Bây giờ thì khoảng cách bắt đầu được tạo ra. Fnatic đã hơn được đối thủ mình đến tận 4 round liền rồi. 8-4. Các thành viên team OG đang có những dấu hiệu tù túng bên phía tỷ sài. Liệt lưu hiện đang có một quả smoke che ra trên lần này thì Isa không bắn lỗi nữa rồi. Những tưởng cái quả smoke được ném ra từ T-Bay đến từ OG sẽ che được đi cho anh chàng ZW, nhưng mà che chỉ là che 1/4 người mà thôi. Bụng hơi béo nên là vẫn lộ. Và bây giờ thì lại là một round nữa vào bên phía OG đánh B. Thì nãy giờ OG đánh B nhiều quá, nhưng có lửa có nét nhồi ra đang chia cắt từ hình OG và họ bắt buộc phải đẩy vào. Golden phát hiện ra điều này rồi, nhưng Flame rút xa lại phải đắm xuống. Vâng, Golden vẫn đang cố gắng câu thêm thời gian. Anh ta chỉ đổi được cái mạng của MVK thôi, nhưng đang là 4v2. Và có lẽ là Fnatic thì họ nên đi xếp sống tí hơn. Tiền của họ bây giờ cũng không phải là quá nhiều. 4v2 và khó dành cho bộ đôi của Fnatic rồi. Vẫn còn đó là Roland và anh chàng Crimz. Ngày hôm nay thì Crimz đang bắn rất đều tay, nhưng Crimz không di chuyển trên gục lầu A rồi. Sẽ là một tình huống mà Roland đang muốn cố gắng để bắt súng của đối phương thôi. Round thiếu này thì chắc chắn sẽ thuộc về team OG rồi. 5-8. Cái góc này là cái góc mà ZW hay ngồi để chờ bắt đi súng hoặc là có thể chim được một ai đó. Và Brolin bây giờ cũng đang học hỏi những người đàn anh của mình. Và Brolin có một pha xiên người nào được hay không đây? Vậy là không ai của OG di chuyển vào construction rồi. Brolin vẫn đang muốn di chuyển lên để bắt súng đối phương. Ui, một pha rất bất ngờ nha. Nhưng Brolin bây giờ có lẽ là anh ta đổi được một mạng thôi. Rất cố gắng đến từ Brolin. Anh nghĩ rằng là Brolin vừa rồi mà kịp chạy ra ô tô đi thì có lẽ là hai thành viên OG sẽ phải nằm xuống đấy. Brolin ở trong bom site A được chơi game ít quá nên có lẽ là đang muốn tận dụng triệt để những bắt súng để có thể cải thiện được đây. Năm tám. Vâng, bên phía của OG họ đã có tiếp được một round thắng để níu giữ cái hy vọng ở trong cái lượt first half này. Họ không được để cái lượt first half trôi quá xa. Bây giờ thì sao đây? Crimz, một tình huống đẩy mid đồ rất cục xúc đến từ Crimz vào đêm, không hề nghĩ điều này. Vâng, không ai kê lại luôn, nhưng Alexi B lại đổi lại được mạng của Futsa rồi. Alexi B đang bị quay ở chuối.
Mansu đang cố gắng cover, nhưng bây giờ Brolin lại đổi được cả bạn Misa thành công. Brolin đang cố gắng mua, nhưng đó là một pha bắn tốt đến từ NBK. Dây âm lưu xuất hiện với cái mạng của NBK ở đây, đưa về là 2-2. Trên lầu vẫn còn một người nữa, đó là Mantu. Và Mantu kết thúc những dây âm lưu rồi. Bom Saya hoàn toàn clear và chỉ có mình Golden thôi. One Man Army một mình chống Mafia. Thì vị trí của Golden liệu rằng có một tiếng clutch hay không đây? Alexib chỉ còn đó là 17 HP, rất yêu máu thôi. Golden nào bây giờ sẽ chứng tỏ là in game leader nào sẽ ăn được trong cuộc đối đầu này đây. Ôi trời ơi, khó quá. Hai lửa nhồi vào khu vực nhà đen, nhưng Golden vẫn đi qua được kìa. Đứng đến 2 pit. Đoán được đây không đây? Đoán được đấy, nhưng Mantu nói không cho pha xử lý vừa rồi. Và đứng 2 pit thì quá khó để Golden có thể làm được. Và bây giờ thì Auger họ tiến vào cái last round với cái cơ hội để áp sát tỷ số với các thành viên Fnatic. Và thậm chí là Fnatic còn đang yếu tiền. Họ sẽ có một round gọi là mua toàn bộ với lục và giáp thôi. Và liệu với những cầu lục và giáp này thì Fnatic có thể làm được cái điều gì đó bất ngờ hay không? Hay là OG sẽ giành được round thắng thứ 7 đây? Round cuối cùng của hiệp đầu tiên. Những tình huống sách hết vào của OG. Đá đầu đấy. Chiêm chuối đến từ cả hai bên rồi. Thì với quả smoke giữa như thế này thì AlexCB vừa kết thúc kiệt Golden kìa. Có vẻ như vừa rồi cậu vàng hơi hớ hênh một chút. Vâng, hơn người dành cho bên phía OG rồi. Bây giờ thì họ sẽ tiếp tục di chuyển rất thoải mái. Và có lẽ lại là một lần nữa đánh về khu vực bom site B. Bom site B lần này của bên phía Fnatic chỉ có 2 khẩu lục thôi. Có vẻ như là JW vừa spam với khẩu R8 và bắn yếu được NBK rồi kìa. AlexCB biết vị trí Flutza ở đâu, nhưng liệu rằng có cắt thăm mình để spam hay không nào? Vâng, cái góc này thì hơi khó để có thể nhìn thấy được Flutza. Vẫn chưa thể có thêm thông tin, nhưng Queen Z thì sao đây? Queen Z lại là người kết thúc thì AlexCB thậm chí là spam yếu được cả vào đề. Bây giờ thì hơi lại khó khăn là cho OG rồi, nhưng MBK vừa có được mạng của Queen Z đưa về là 4v3 và lại là lợi thế hơn người. JW xuất hiện đến R8 bớt vâng, R8 gót ư. Liệu có được hay không? 2v2 rồi. Và hãy cùng xem nào. OG họ sẽ đặt được C4 thôi. Nhưng vị trí của Valde đang khá yếu máu. Và JW nhặt về một SG. Và ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật Issa. Triple kill dành cho vị trí của JW. Bây giờ thì Valde không thể làm gì hơn nữa. Và Fnatic họ giành được round thắng thứ 9 trong lần first half. Và chúng ta sẽ cùng trở lại sau 2 phút. Like you, we are filled.
Sarah. I hurt myself today trying to make the pain go away. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. Ladies and gentlemen, chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của trận thi đấu giữa Fnatic và OG thôi. Và bắt đầu với Pistol round này thì các thành viên của team Fnatic họ đã có Flutsa và Brolin lên khá nhiều đồ. Một lửa, hai flash, một smoke cũng như là hai flash. Thì bên phía của team Fnatic sẽ đánh đi đâu đây? Liệu rằng với một smoke có phải là một smoke che đi khu vực library hay không? Đây là một tình huống rất mê luôn đến từ các thành viên team Fnatic rồi. Bom sai bể của OG họ cũng đang muốn đẩy ra để bắn nhau, nhưng biết điều gì đó thì vị trí của anh chàng số 9 đang lùi về, đó là Vandy. Bây giờ thì AlexCB cố gắng câu thêm thời gian, nhưng bên phía Fnatic tràn vào rất nhanh và có trả được vào CT không? AlexCB và có được một mạng nhưng ngay lập tức Golden đổi mạng thành công. Vào D cần phải giữ lại khu vực construction, một tap là tốt để từ vào D. Bây giờ thì sao nào? Ngay lập tức vào D cũng đã phải nằm xuống, nhưng Green Z Flusa là người có mạng Mantu kết thúc đi. Flusa thành công đưa về là 2v1 và Green Z thì đang phải cố gắng lỉnh đi một đường khác. Vâng, cái bên phía OG có đoán ra được không? Green Z tap được MBK rồi, Mantu đã bỏ gỡ và đây là một tình huống bắn tốt đến từ Mantu, double kill rồi và đó là loạt thắng thứ 7 thuộc về OG. Loạt thắng thứ 7 dành cho OG. Vừa rồi Green Z đã có tiêu xử lý rất tốt rồi đấy, nhưng như thế thì nó là chưa đủ. Khi anh chàng Green Z nghĩ rằng là Mantu sẽ gỡ luôn tình huống vừa rồi. 7-9 dành cho OG và chín nhìn kìa, mới chỉ sau round thì Pistol thôi, Mantu đã có như là thể là một round thì full buy đầy đủ luôn với Mark reset tiền vậy. Giáp 2, 4 quả bom và 1 quả M4 cũng như một cái kit. Sao Mantu nhiều lời lãi thật sự. Sao nhiều tiền vậy? M4. Ui, khá là ít khi vào một round bên phía City mua được nhiều tiền như thế ngay từ round thứ hai. Và bây giờ thì bên phía của OG họ đang up, chính là họ cũng đang up khá nhiều SMG, họ up lên tận 3 khẩu liền. Và hãy cùng xem Fnatic thì bây giờ có AK, có Gali và một Mark 10 trong tay của Flusa. Với lượng smoke cũng sẽ nói là khá là đầy đủ nữa để có thể set up được một bom sai, thì hãy cùng xem họ xử lý như thế nào. Quả nết này sẽ là quả nết đầu, đúng là như vậy rồi, hai nết được stack ra luôn cơ. Vande là người có mạng Flusa, AlexCB đang căn tâm mình đẩy ra. Cream Z thì đã yếu máu rồi, nhìn thấy đội hình của bên phía thì Fnatic quả lửa này không thể ngăn cản được đi Golden. Vâng, Golden đẩy vào rất nhanh chóng và bây giờ Golden suýt chút nữa đã giải ra mình. Rất may là Vandy là người bắn lỗi. Và bây giờ thì bên phía của Fnatic họ đang nói rõ ý định muốn đánh về bom sai BU khi mà đang có đến 4 người ở khu vực đầu chuối. Vâng, nhưng bây giờ thì họ lại đang quắc ngược về rồi, liệu muốn set up hay không? Mantu có hai quả flash trên người, đứng ở quận chỉ như thế kia thì liệu rằng có phải là tình huống xin flash để ném ra hay không nào? Nhưng đây sẽ là một tình huống ném full bài về đến từ bên phía team Fnatic rồi. Một góc rất hay để ném được hai quả đồ liên tục, một smoke và một lửa để cầu lên. Nhưng Mantu đẩy ra quả smoke kết thúc đi được một người trước khi hạ quỷ Brolin. Ít ra đổi một van đe hạ quỷ Brolin và ít ra có double kill với khẩu phà man. Đó là một tình huống spam đến từ vị trí ít xa thì phải. Vào đê vừa rồi lại không nhặt khẩu M4 của Mantu làm rơi mà lại đi tìm AK. Vâng, hơi tham AK nha, mình phải Fnatic họ chỉ có một khẩu thôi. Và 5 map thi đấu Infer gần nhất thì tỷ lệ chiến thắng của OG đang lên đến 62%. Họ thì trên đấy OG họ thi đấu ở map Infer khá là tốt mà. Không phải, tại vì chính xác hơn là OG bắn CT rất là chắc. Vì OG có một teamwork nó phải gọi là rất tốt, mặc dù 5 thành viên là đang quốc tịch khác nhau. Vâng, cái khả năng bắn nhau của họ cũng không phải là kém đâu. Bây giờ thì là một round của Fnatic, họ chỉ có lúc thôi mà. Brolin có headshot được Mantu rồi, tình huống headshot rất nhanh và ngay lập tức Fnatic muốn trả limit đồ hư. NBK thể hiện khả năng xoay qua giờ mốc chết được Green Z, nhưng NBK lại vừa vứt súng đi. Rồi bây giờ lại phải nhặt súng về và sai ra mình, nhưng rất bay của Isa xuất hiện với một cái double kill, cứu vị trí của NBK kịp thời. Và bây giờ thì NBK cứu lại được vị trí của Isa. Và 4v1, Flusa
Có vẻ như chưa lộ vị trí, nhưng với khẩu P250 thì Flutsa cũng không có quá nhiều cơ hội đâu. Chưa kể ngày hôm nay Flutsa đang có phong độ hơi bị đuối một chút nữa. Flutsa chỉ có 5 máu, vẫn cố gắng đi để trốn. Chạy trốn làm gì Flutsa ơi, 5 máu thì thôi, chết sớm để cho chúng tôi còn xem round sau nào. Bị kẹp đầu kẹp đuôi rồi. Rất cố gắng đến từ Flutsa nhưng không được. Vừa rồi thì MVK chủ động vứt MB9 để nhặt lại khẩu M4 của Mantu. À, Farmat à? Ừ, Farmat của em của Mantu. Thì lại không nhặt được. Đi qua, hình như đi qua rồi. Đi đến cái chỗ hốc rồi thì lại. Nhặt trượt. À, nhặt lại được khẩu MB9. Nhặt lại khẩu MB9. Ném súng đi, không nhặt được. Thế là lại phải chạy ra nhặt lại. Chạy ra nhặt lại thì địch đẩy lên tí bắn chết cho. Thì may quá ông Isa xuất hiện. Vâng, rất may là Isa xuất hiện kịp thời. Nhưng mà đấy, MVK cũng đã cứu lại Isa một pha, coi như là anh em mình hoa. Bây giờ thì vẫn là những quả nết rất tốt đến từ bên phía OG. Vâng, Flutsa còn 2 HP thôi, thêm nết trôi ra và Flutsa đã phải nằm xuống. Bên phía OG họ đứng top 5 về những cái lượng đam gây ra từ những quả nết và lửa. Bây giờ Alexi bị đẩy qua smoke với Golden có vẻ là một sự lựa chọn sai lầm rồi, nhưng Golden cũng không còn nhiều máu đâu. Nhưng đây là một cái tình huống bất ngờ đây này, kẹp đến 2 đầu với Isa. Không bắn nhanh đến từ Isa thì đó là phải sự trả giá rồi. Brolin cua 3 có đục chết cả Mantu nữa cơ. Thành bại có tại Isa trong round thiếu này không đây? Khi đây là một tình huống mà OG đã có lợi thế hơn người từ sớm. Nhưng mà vừa rồi thì Brolin đã clear khung lầu A rồi. 4v2 rồi bên phía Team Fnatic. Vâng, một tình huống mà có vẻ như là hơi mất tập trung đến từ Isa. Và bây giờ thì OG bắt buộc phải đứng bắt bài hai người ở bom xe A, bỏ trống bom xe B thôi. Và thậm chí là ở bom xe A chỉ là hai khẩu MP9, không còn đồ gì để trả ra. NBK cần phải làm đôi trong tình huống này thì mới có thể làm được. Một góc ngồi khá đẹp dành NBK, nhưng mà Brolin và JW lại không còn nhiều máu đâu nha, vẫn có thể làm được đến từ NBK. Golden đang bò vào khúc bom xe B rồi, nếu như Golden check là bom xe B clear thì Fnatic hoàn toàn có đủ thời gian để chạy về đấy. Bây giờ thì Golden đang vào check rồi, B clear. Chắc chắn những tình huống này đã được vang lên trong T-Speak rồi. Nhưng NBK và bắt tham mình hạ gục đi được anh chàng Brolin. Vâng, bây giờ thì là một SG và một OP dành cho bên phía OG. Vẫn là lãi thôi, nhưng nếu vào đây đẩy lên. Một tình huống spam và JW rất đỏ khi mà anh ta còn sống và cả CreamZ nữa. Tham còn 10 giây. Vâng, con đường này liệu nó có kịp không? Có lẽ sẽ là kịp dành cho bên phía Fnatic đặt C4 rồi, nhưng bên phía OG vẫn đang muốn cứu. Ba người của Fnatic đang rất yếu máu và đây sẽ là cơ hội dành cho OG. NBK đang là người di chuyển ở chuối và Mantu thì ở City cả hai sẽ phải chơi một cách độc lập thôi. Có thể làm được đấy khi mà các thành viên của team Fnatic đã yếu máu hết rồi. Vẫn có một quả lửa nhồi vào vị trí này, nhưng CreamZ lại là người bắn tốt hơn và quả lửa dường như là không cháy tới CreamZ. Rất may mắn dành cho anh chàng này. Vâng, quả lửa không cháy đến. Nó đã khiến cho bên phía OG mất hoàn toàn cái cơ hội retake. Nhưng không sao, vàng đề vẫn sẽ di chuyển lên và nhặt lại khẩu ốp. Coi như là cũng có lại được một cái gì đó dành cho bên phía OG. Tiền của họ trong round sau thì cũng không phải là nhiều. AlexCB cùng với đó là NBK cũng chỉ có hơn 3.000 một chút thôi. Một round mà bên phía của OG có thể nói là hơi đen. Đây là một pha mà vị trí của Isa có vẻ như là hơi giật mình thì phải. Tình huống bắn của Brolin cũng là rất tốt. Một pha đục quá cảm giác đến từ Brolin. Brolin nhìn thấy vị trí Isa vừa rồi thì có vẻ như Brolin đã đoán ra được đây là một tình huống stack lâu đến từ OG, nên mới chủ động spam đến góc như vậy. Đúng vậy, chứ không có những lý do gì để mà Isa lại dám đứng hở lưng với cái cầu thang lầu như thế. Chính xác. Và trong round thứ 20 này thì NBK đang muốn đẩy lầu rồi. Đang một tình huống đẩy lầu nhưng CreamZ góc kê rất dị. CreamZ hạ gục được NBK, vẫn không một người nữa. CreamZ không ngờ tới điều này, nhưng Brolin chắc chắn sẽ biết được Isa liệu rằng có đẩy lên để bắt anh chàng người Jordan này hay không. Vâng, Brolin đẩy lên thì Isa cũng đã về đến nơi rồi. Và bên phía OG đang muốn cắt cử thêm vị trí của NBK à, vào D về bom xe A. Một mình AlexCB ở bom B, nhưng bộ liệu của AlexCB là khá đầy đủ để có thể trả ra để câu thêm thời gian của bên phía Fnatic. Đây là một round mà Fnatic họ đang đánh khá chậm. C4 ở middle thì có lẽ sẽ là một round đánh về khu vực bom xe A rồi. Nhưng ở trên bom xe A đang có đến 3 player liền, khá là chắc chắn dành cho bên phía OG. Và họ có cản được các thành viên Fnatic hay không đây? Đang muốn set up bài vào bom B. Hai quả smoke khá là đầy đủ, thậm chí là có người lao vào luôn cho nó đủ bộ. Ừ, Golden đang muốn phi vào nhưng anh ta cũng chỉ còn 35 HP thôi. Ở mid đang là khẩu ốp của Mantu. Đây lại là một tình huống Mantu bắn trượt rồi.
bắt đầu tràn vào Boiler đến từ Fnatic. Matu đang thí cho Vandy nhưng Vandy bị hạ gục ngược bởi Flutsa rồi. Itza đang trốn ở mid này nhưng Itza, ôi trời ơi, một quả nết tự báo hại đi Itza kìa. Ném quả nết bật tường và tự đi làm cho mình mất đi nửa bình. Roland hạ gục nhưng Itza rồi. Vâng, bên phía của OG. Tôi cứ tưởng là không chỉ có mỗi mình hơn là NBK là cựu player của G2. Nhưng mà Itza vừa rồi cũng tếu táo thật sự. Ờ, cũng gọi là có chút chỉ dạy đấy, có chút chỉ dạy rồi đấy. Nét tự hủy kinh khủng đấy thưa anh chàng Itza. Một quả nết phải nói là không biết nói gì hơn. Nhưng không sao, đấy là đứng trong smoke mà kiểu hút nhiều khói, hút nhiều thuốc quá nó cũng hơi bị kiểu hoa mắt chóng mặt tí. Mình ném nhầm quả lựu thì cũng không sao cả. Đằng nào thì cũng vẫn thua thôi. Nhưng mà mình vẫn tràn vào A rất quyết đoán. Và lúc đấy thì chỉ còn lại một mình Itza, gần như là cơ hội là không có. 11-9 dành cho bên phía Fnatic. Vâng, hôm qua thì ở bên phía T-side, Fnatic họ đã dẫn trước được Achalit với cái tỷ số, nếu tôi nhớ không nhầm, nó phải tầm 10 round hay 11 round gì đấy. Thật sự là đáng sợ. Vâng, một cái tỷ số nó vào là 12-3. Chính xác là sau là first half Fnatic. Chứng tỏ là Fnatic họ bắn T-side quá mạnh. Nhưng mà đấy là map thứ đốt 2. Map thứ đốt 2. Anh em chứ biết không phải nhỉ? Là map thứ Inferno. Inferno cũng na ná thế không? À 96 đúng rồi. Inferno là 96 là giống với lần này. Điện rằng các thành viên thì Fnatic có ăn được map thứ đầu tiên hay không đây. Khi mà đây là một round thi đấu mà OG họ chỉ là một round thi đấu eco thôi. Vẫn xếp được hai súng to. Và hai súng to đang một bắn bề. Vâng, hai súng to bắn bề. Lượng bắt bài để tạo nên một cái lợi thế trước dành cho bên phía OG. Nhưng mà bên phía Fnatic liệu họ có di chuyển hớ hênh hay không đây? Có vẻ như là bên phía Fnatic họ vẫn đang chưa lựa chọn đánh hẳn vào bombsite nào đâu. Họ đang muốn gây áp lực để thu hút đội hình của OG trước, hoặc là kiếm được cái mạng nào đó đã, sau đó mới lựa chọn được. Fake B một lần và bom đang đưa lên A, hợp lý thôi. OG ở trong cục bombsite A, đó là hai khẩu USP và một khẩu PA50. Đây là một round thi đấu mà Fnatic nếu đi đường dài vào A thì có khả năng sẽ là 90% giành chiến thắng đó. Những khẩu USP và những khẩu PA50 thì làm sao mà bắn được cái đường từ A-Long vào được. Vâng, đúng là như vậy rồi này. Bom lại đi đường ở ách rồi. Đi ách thế này thì đây rồi, có thêm quả smoke chain library rất cẩn thận. Cả 4 player của bên phía Fnatic muốn di chuyển vào ách, 3 player đi vào ách, 1 vào boiler, vẫn sẽ là một round mà vây bom sai A lại thôi. Xong rồi, Fnatic đi vào ách để bắn vào trong bom sai, nhưng NBK được kích như Golden rồi. Nhưng Queen Dragon đổi mạng rất nhanh, 3 người ở bom sai A đổi 1 thôi cũng là án ủi dành cho OG. Vâng, đó vẫn là những tình huống bắn tốt đến từ OG, tuy nhiên đó lại chỉ là những khẩu lục. Chúng ta thấy là 4 player của bên phía Fnatic, 3 người yếu và 1 người thì đã phải nằm xuống. Những pha bắn của bên phía OG vẫn đang rất chính xác. Fnatic vừa cho chúng ta thấy một cái bài chống những ra thiếu eco khá hay. Những khẩu súng lục đúng không? Họ không bắn được đường dài, họ đi từ ách vào trong cục bom dài A. Và chưa kể là có một quả smoke để che đi cái tầm nhìn từ pit vào trong bom dài nữa. Thế là họ Fnatic đi từ khu vực ách vào thì họ sẽ bắn được trong size rất thoải mái. Rồi bắn trong chai xong thì họ sẽ xuống bắn ở cục pit. Và có cả người ở boiler vào để vây hết các thành viên của bên phía đối thủ lại. Nó sẽ là hợp lý thôi. Vâng, bên phía Fnatic chính là đấu bạo Inferno này. Thật sự sợ. Và hãy cùng xem là OG. Đây sẽ là round mà họ tiếp tục full buy. Có thể chống lại được các thành viên Fnatic hay không đây? Vâng, và cảm ơn anh em rất nhiều khi anh em đang có đến 74.000. Vẫn anh em 74.000 anh em đang theo dõi ngày thiếu thứ 22 của SL Prolexion 11. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như anh em để lại cho chúng tôi một nút like cũng như là một cái share để cho chúng ta có thể đạt con số 100.000 người được không anh em ơi? Và hãy cùng xem nào, liệu có được 100.000 người để xem cái trận đấu giữa Fnatic và OG này không? Vẫn đang là full buy của OG thôi. Họ có 4 M4 và ốp trong tay của Mantu, xếp được từ round đấu trước bên phía của Fnatic. Với cái việc Fnatic họ đang khá là chủ động gây nhiều áp lực vào cả hai bom sai thì OG đang hơi khó để chống đỡ. Vâng, khác hẳn với cách chơi CT của Fnatic. Fnatic họ bắt bài và họ dữ liệu rất tốt. Nhưng bây giờ Brolin đang làm những tình huống đi lầu. Itza một góc kế cương rồi. Itza liệu có phải làm hay không đây? Đây là một pha bắn tốt đến từ Itza. Đem về được cái lợi thế hơn người dành cho bên phía OG. OG họ cũng đang muốn đẩy ra khúc chuối. Lutza ngày hôm nay đang ăn nết hơi nhiều. Flut dài còn nó 41 máu thôi. Zep Liu đang muốn bò qua quả smoke này. Nhưng khó quá, NBK đang là người kê lại đây này. NBK đối đầu với Zep Liu, hai player nó cũng gọi là lão làng rồi.
liệu rằng JFDU hay NBK ai sẽ là người chiến thắng đây? JFDU có vẻ như sẽ không chết cái hốc kia đâu. Thôi xong rồi, NBK mà lắc ra thì sẽ là một mạng rất dễ dành cho NBK thôi. NBK đây rồi. Một mạng dành cho NBK, nhưng Fnatic họ đang muốn đánh vào B. AlexCB. AlexCB đổ rồi, AlexCB đang sớm bảm. Không trúng hài cả đến từ AlexCB nên vẫn có thể đứng gan rồi. Và vẫn rất tốt đến từ AlexCB khi mà kết thúc những mạng của Kusa. Nhưng mà từ Golden này ta chỉ đổi được một mạng thôi. Rất cay cú vì chỉ có của AlexCB. Tàn, không có smoke contract thì gần như là kết thúc Queen Z. Vâng, anh ta vẫn là một pha headshot được ABK. Nhưng Mantu thì góc kê quá đẹp rồi. Và đó là round thắng thứ 10 của OG. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 2 round. Và các thành viên Fnatic, chúng ta có thể thấy cái lượng tiền của họ đang là rất nhiều. Và chắc là OG cũng phải thắng thêm 2 round nữa thì mới có thể... À không, 1 round này nữa thôi thì đã có thể ép được Fnatic về cái thế phải half buy rồi. Mười mười hai sẽ cho bên phía team OG. Fnatic thì họ vẫn có đủ tiền full buy. Đây sẽ là việc rất quan trọng. Vẫn vẫn tiếp tục mười rồi. AlexCB đổi mạng Flutsa thành công và Vande quả lửa Vande đang vừa đốt chết cả Golden nữa. Lợi thế đảo chiều rất nhanh để cho bên phía team OG. Và Mantu đang phải bắn những tình huống rất cơ bản thôi khi mà bom sai ai đang có hai thành viên bắt đầu muốn bắn lao đến từ bên phía team Fnatic rồi. Nhưng Mantu đã đổi đi được vị trí khác. Bây giờ bom xe A chỉ cần cầm chân đối thủ để đợi đồng đội về thôi. AlexCB thằng Bách về nhưng với 4 HP thì Bách về cũng không phải giúp được quá nhiều. Và các thành viên của Fnatic họ đang chờ những quả lửa để tan để tràn vào những Issa được gây headshot được dếp liều. Thấy được cả Roland rồi, double kill dành cho Issa. Và bây giờ thì có thể sẽ chia một kill góc kê là rất đẹp dành cho Issa. Creamzet chỉ cần lộ ra thôi, nhưng đây là một tình huống kê tầm tốt đến từ Creamzet. Nhưng bây giờ thì làm sao để mà có cơ hội clutch 1 vs 3 đây? Đúng chính xác rồi, khi mà những đường di chuyển tiếp theo Creamzet thì đang có rất nhiều người kê lại. Chưa kể là trong bonsai thì Mantu đang có một góc đẹp. Oh, Mantu lại dẫm lửa rồi đây này. Mantu, oh, Creamzet đổi xong khẩu ốp và hạ khúc điện AlexCB. Thời gian còn đó là 35 giây, NBK đang đi ngược lên khúc lầu rồi. Đây sẽ là một tình huống mà sẽ bắn kẹp chéo với Mantu. Nhưng mà Creamzet liệu rằng anh chàng này có được cái thần giao cách cảm nào mà chạy một mạch về B không đây? Đang đi về B rồi đây này và OG họ cũng biết điều này. Đây sẽ là một tình huống xem ai chạy nhanh hơn nào. Không có một quả smoke nào che đi City Bay cả. Liệu rằng NBK có là người có mạng không đây? Cả hai bên cũng đã đều nghe thấy nhau rồi. Creamzet tới đầu với NBK. Creamzet không được rồi. NBK mới là người bắn yếu Creamzet cơ. Và nó đặt bom thành công. Và ở đến turn bắn thứ hai thì NBK đã kết thúc được Creamzet rồi. 11-12 dành cho bên phía team OG. Vẫn đặt bom được để đem về một chút tiền cho bên phía Fnatic. Vâng, OG một pha di chuyển có thể nói là hơi bị người dưng ngược lối với vị trí của Creamzet trong pha vừa rồi. Đã tạo ra cơ hội để cho Fnatic có được thêm 800 tiền cho mỗi người là một con số không hề nhỏ đâu nha. Và bây giờ thì vẫn cố gắng nhặt lại khẩu ốp dành cho Mantu. À không, chỉ là nhặt lại khẩu SG của Issa lúc nãy để rơi. Vâng, 11-12. Và bây giờ thì OG liệu có thể san hòa được tỷ số hay không? Lượng tiền của Fnatic vẫn đang là đủ có thể full buy sau tình huống đặt bom vừa rồi. Nhưng nếu như cứ tiếp tục với cái lượng tiền như thế này thì khả năng cao là các thành viên team OG sẽ vươn lên dẫn trước được đó. Tuy nhiên thì đây cũng đang là một cái key round với bên phía OG. Và nếu thua round đấu này thì sẽ rất nguy hiểm. Fnatic sẽ tiến rất sát với những match point. Hãy cùng xem là bên phía của OG họ sẽ làm gì để cản được Fnatic đây. Flutsa ngày hôm nay đang hơi thọt một chút. Flutsa vẫn được những người đồng đội tin tưởng, đặc biệt là Golden. Golden bắn trận này đang rất tốt, trên tay chỉ là một khẩu mát người thôi. Flutsa mới chỉ có 6 frag thì vẫn được cầm AK. Vâng, từ đầu đến giờ chúng ta có thể thấy là bên phía của OG họ đang tận dụng những quản lựu tốt hơn và Fnatic một chút. Nhưng đây lại là một round mà họ đang hơi yếu lựu. Và bây giờ thì sẽ chỉ còn lại những quả smoke thôi. Vẫn cố gắng câu thêm thời gian ở bom sai B. Vào D. Hết lựu rồi thì đứng lên góc kê cường là rất đẹp với khẩu SG này. Fnatic thì họ đang dồn 4 người về khu bom sai B. Đây sẽ là một tình huống búp một flash và bắn láo luôn vào khu bom sai B.
Góc này thì Vào Đê có thể làm mấy mạng đây, một mạng về cho Vào Đê rồi. Bây giờ Alexi đang cố gắng hút đạn nhưng Vào Đê là người làm đổi triple kill cho Vào Đê. Ngay lập tức có Diệp Lưu đổi mạng đưa về là 3v2. Và bây giờ thì hãy cùng xem là bên phía của OG Retake như nào đây. C4 được đặt rồi. Và vị trí Isa bây giờ thì vẫn còn từ bom xe bách về, nhưng Brolin lại vừa bắt được NBK. 2v2 rồi, sẽ khá là mất thời gian để OG có thể vào được bom xe B nha. Cơ hội vẫn chưa đều dưới cả hai bên, nhưng các vị trí đứng của Fnatic đang đứng đẹp hơn. Chưa kể là ZBU vẫn còn một quả lửa nữa. OG có smoke và Nate có kit trên ngực màn tù. Họ sẽ làm gì đây? Một quả smoke. Liệu rằng đây có phải là quả smoke che chuối? Diệp Lưu biết là đối phương ở đâu rồi. Một con Jackson, một CD bay. Nhưng mà Diệp Lưu vừa rồi tham ném quả lửa quá và không được rồi. Có kit trên người của Mantu. Và bây giờ thì Tham Minh sẽ là kịp dành cho bên phía team OG. 12-12 rồi. JW vừa rồi hơi tham ném không, lửa. Anh ta bị kẹt. Cái chỗ đó có một cái góc, có cái cột và khiến cho Diệp Lưu bị kẹt không lùi về được. Đó là không lùi kịp đến từ Zep Liu và anh ta đã phải trả giá. Rất đáng tiếc. 12 đều dành cho bên phía OG. Và bây giờ thì đang là cơ hội để OG vươn lên dẫn trước. Vâng, họ vẫn đang là full buy rất đầy đủ, trong đó Fnatic thì chỉ là những khẩu lục thôi. Làm họ chủ động half buy, nhưng liệu là quá nhiều. Với việc lên nhiều đồ đạc như thế này thì phân tích có vẻ như họ sẽ có một round kiểu half buy. Nhưng họ sẽ đánh một bài nào đó thôi. Nhiều bom mìn như thế này thì không đánh bài sẽ là hơi phí. Rất nhiều flash trên tay của các thành viên team Fnatic. Đây là một round thi đấu mà Brolin đã lên chiếm được lầu A từ sớm rồi. Và liệu rằng có phải là tính nhảy lầu hay không? Nhưng tôi đang nhìn thấy quả bom của Zepli vẫn đang hâu ở middle. Trong round thiếu này thì OG họ đang chủ động bắn rất xa. Khi mà họ có vẻ như đã đọc được tiền của các thành viên team Fnatic, đây sẽ là round thi đấu yếu tiền và họ sẽ không có những khẩu súng to đâu. Vâng, không có những khẩu súng to. Các thành viên của OG họ biết điều này. Nhưng họ sẽ xử lý như nào với vấn đề lặn thêm quả nết đau nữa. Roland chỉ có những 49 HP thôi. Nhảy xuống được khu vực chân ban công rồi. Rất tuyệt vời, nhưng đây chỉ là một khẩu CZ. Bắn tầm xa vẫn táp được một MVK. Bây giờ Roland kết thúc được MVK rồi. Câu được khá nhiều thời gian và sự chú ý của các thành viên OG khi mà Fnatic đang vây vào bom site B. Vâng, vị trí của Vào Đề cũng đang khá yếu. Nhưng AlexiB nâm sau quả smoke rất khéo léo và anh ta đổi được hai mạng thành công. Đưa tình huống về là 2v2. Chỉ là những khẩu lục và những cái giáp thôi. Bên phía team Fnatic thì họ đã đục thủng được bom xe B rồi. Golden nghe thấy rất nhiều tiếng chạy ống chuối. Bây giờ thì Golden đối đầu Isa. Một mạng đến Golden rồi. Golden double kill dành cho cậu vàng Golden. Triple kill thì đúng hơn. Fnatic vừa ăn một round thì nó hát bay. Những tình huống fake trong fake quá khó chịu của Fnatic. Fake một người vào A nhưng lại di chuyển về B. Hai người bắn hay nhất ở round này đó là Brolin và Golden. Brolin đã thu hút được quá nhiều sự chú ý và thời gian để cho những người đồng đội của mình vào được bom site B. Còn Golden thì là một pha kết thúc dứt điểm được các thành viên OG. Và bây giờ đã ép được OG về cái thế phải fork bài rồi. Một mình Mantu là người có một khẩu pha mát thôi. Còn những người còn lại là những khẩu DE. Vâng, rất khó khăn. Nếu OG thua round này, round sau sẽ phải eco trắng và gần như sẽ là round thứ 15. Hoặc không eco trắng thì cũng sẽ lượng súng cũng là rất yếu. Và có khi lại để thua map thiếu này với tỷ số 16-12 chưa biết chừng. Bây giờ thì Flutsa cầm một khẩu Mark 10 đi Viter rồi. Đi Viter một khẩu Mark 10 thôi cũng là được đến từ vị trí của anh chàng Flutsa. Các thành viên của team Fnatic thì họ đang hầu rất đông ở middle, sẽ là mình lên chiếm mid thôi. Nhưng ở middle đang có sự hiện của NBK cũng như là Mantu. JW phát hiện ra được NBK rồi. Vâng, chỉ là một tình huống lấy thông tin thôi. Rất khó để có thể repick được người. Và bên phía Fnatic đang gây rất nhiều những cái sự áp lực vào khu vực middle. Và còn bên phía OG thì đang cử thêm người về, đó là AlexiB. Liệu rằng có diễn lại cái bài di chuyển ách vào ai không đây? Nhưng Golden vừa rồi đã spam chết được Isa. Vị trí của ZFU đang rất đầu cuộc vừa vào cũng ách rồi. Đang đối đầu với đó là anh chàng AlexiB. Nhưng bỏ cuộc rồi, sẽ là tiếng dồn người về bể. Brolin lại vào A và pick đi cái mạng của NBK rồi. Vâng, bây giờ rất nhiều thì có chịu với những tình huống dương đông kích tây của mình. Fnatic vào bom side B dễ dàng thôi. Còn ở bom xe A thì Brolin cùng với đó Zep Yu thì thay nhau pha mạng. OG họ ngửi thấy cái mùi gì đó và họ đang bách về. Nhưng vẫn chỉ là những khẩu DE. Chỉ là một khẩu DE và một khẩu pha mát. Liệu có được hay không đây? Bom lại đưa ngược về khúc bom xe A. Khi vừa rồi thì Brolin đã cơ liêng bom xe A rồi.
Flutsa rất khó chịu với cầu Mark 10, vũ khí có thể chạy bắn. Bây giờ Flutsa đang muốn đi cải thiện KDA của mình, nhưng vẫn còn Van Dee. Liệu rằng Flutsa có đọc được ra cái vị trí của chàng Van Dee hay không? Vâng, đúng là một team mà họ có rất nhiều những cái bài để có thể đánh lừa, cùng với đó là sự khéo léo và sự gọi là lão làng nữa. Team play ở lão làng, não quá to đến các thành viên team Fnatic. Và bây giờ thì Van Dee, Van Dee chết rồi, Flutsa đang muốn chìm thôi nhưng mà đứng trong bản smoke kìa. Van Dee vẫn kịp đổi một chiếc gạo của phải Golden. Flutsa vừa rồi đã móc vào ra sau lưng rồi muốn chìm chuột. Rất may cho Van Dee khi mà anh ta vẫn còn giữ lại được cái gì đó của mình. 14-12, bây giờ thì OG họ hết sạch tiền, bây giờ Fox buy cũng không được mà Eco cũng không sao. Eco thì phải cứu đến tận 3 cái match point. Mà thật sự thì Fnatic họ bắn ở bên T-side đang là hay quá. Rất dẻo đến từ các thành viên team Fnatic. Và trong round thi đấu này thì OG, đây là round thi đấu mà có vẻ như họ đang muốn đẩy Pistol rồi. Pistol đang dễ bị ở đây, dễ bị đang muốn hốt Eco nhưng đã bị Eco hốt ngược rồi. Đẩy về cũng second mid, nhưng mà second mid làm gì có ai. À đây, có Golden rồi. Một mạng này trong Brolin thì đúng hơn. Double kill dành Brolin, bây giờ thì bom side B thì hoàn toàn clear rồi đó. Vâng, nhưng vị trí của Roland cũng vừa ăn một viên USP vào mồm. Các thành viên OG vẫn đang cố gắng di chuyển tiếp. Bây giờ thì OG nó không khác gì là những ông chí phèo cả, không có gì để mất hết. Vâng, chỉ có đi gọi là lùa khắp cái Inferno này, lùa các thành viên Fnatic thôi. Còn Fnatic thì chỉ có thể đứng chờ đối phương đến với mình. Họ sẽ cố gắng chọn cho mình những góc đứng bắn xa nhất và đẹp nhất với những khẩu rifle trên tay. Vừa nãy thì một khẩu súng trên tay của ZFLU, không biết rằng là các anh em Fnatic đã vứt đi chưa đây, hay là sẽ để lại khẩu súng đó để bết các thành viên của OG. Vẫn có hai người đứng bắn ở vùng chuối, đó là Team Golden cũng như Cream Z. Ai phải nằm xuống nữa hay không? Một quả sớm hốc để tặng chuối rất tín đến từ bên phía Fnatic. Trả ra nữa đây. Cream Z cũng đã bắn yếu được Flusa rồi. Vẫn còn lửa nhồi vào. Fnatic họ biết được rằng là đây là một round mà các thành viên OG họ đang gần như là hết sạch tiền, thì họ không tội gì phải cống súng cho bên phía OG cả. Rất cẩn thận, thà bây giờ là đi vứt hết sạch súng đi còn hơn. Nhưng mà việc của Fnatic là quá lớn. 15 dành cho bên phía team Fnatic rồi. Đây sẽ là một round thiếu full buy gần như cuối đời của OG thôi. Flutsa vẫn đang giữ lại được khẩu Mark 10 trên tay của mình. Nếu như tôi mà là Flutsa thì tôi sẽ cầm cái khẩu Mark 10 để đi chạy quanh cái map Inferno này luôn, như cái cách mà OG đã vừa làm. Và hãy cùng xem là về phía của Fnatic thì họ có thể dứt điểm được cái map thi đấu này hay không đây, hay là để cho OG níu kéo thêm những cái hơi thở, những cái hơi thở hơi bị thoi thóp một tí. Và đây đang phi tiếp tục lên khu vực chuối rồi. Vâng, AlexCB đang bị kẹt lại ở sandbag, đứng vào góc luôn từ luôn. Nhưng bây giờ là một pha bắn tốt đến từ vị trí của Flusa. Vẫn là khẩu Mark 10. Bây giờ di chuyển rất cục. Bây giờ trong bom side B chỉ có mình vị trí Van Dee thôi. NBK đã là người backup về rồi. Quả nên rất đau đến NBK. Golden đã không đi NBK rồi. Muốn mắt láo với chúng tôi ừ. Nhưng đây là một tình huống mà các thành viên team Fnatic đã dần dần cờ liên bom side B rồi. Ít xa đối đầu với ZFLU và ZFLU nói không một khẩu ok trước. Bom side B và bom side A chỉ còn một thành viên mà thôi. Mantu đang muốn đẩy ra nhưng ZFLU vẫn đang là người kề lại. Liệu rằng Mantu hay ZFLU sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này đây. Ở khu bom CB, Van Dee vừa bắt đi Flutka rồi. ZFLU bị đàn của Mantu nhưng vẫn còn một người nữa. Bom CB thì hoàn toàn clear rồi và có lẽ chúng ta đã biết người chiến thắng trong cái map thi đấu đầu tiên này. Vâng, quá khó để OG có thể chiến thắng được Fnatic ở cái map thi đấu Inferno. Và cũng chưa chắc được là tại sao OG lại vẫn tự tin pick cái map này đến thế. Ít ra thì họ cũng đã kéo lên được round thứ 12. Con số mà không phải team nào cũng làm được đâu. Van Dee đã bị bắn yếu rồi, chỉ còn đó là 7 HP, 1 vết 3. Đây là một tình huống mà nằm trong mơ thì Van Dee sẽ lắc được rồi. Khi mà Golden vẫn còn ở Crypto. 16-12, GG Replay.
Vâng, vậy là trận thi đấu bo ba map thiếu đầu tiên, map Inferno thì Fnatic đã là người giành chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong khoảng 5 đến 10 phút nữa trước khi đến với map thiếu tiếp theo, map thiếu Mirage thôi.